Dạ vâng, em Minh Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em tiếp tục lên về một siêu phẩm, một cái mẫu xe rất là hiếm. Đó là chiếc xe Ford Laser, một chiếc xe thương hiệu của Mỹ, số tự động, cửa lóc, bản 1.8. Vậy sau đây các bác, em mời các bác cùng em xem tổng hợp xe này. Dạ vâng, con này mang biển kiểm soát biển 883-17492, được phủ màu sơn đen. Em xem lại, đây là mẫu xe Ford Laser, sản xuất năm 2004. Một con xe tư nhân chính chủ, số tự động, cửa lóc. Đó, cửa lóc không nhá, đây cửa lóc đây, cho bác cùng em xem. Đây phần cửa lóc không nhá, đó, cửa lóc, số tự động, lốp lắp tất cả là còn rất là mới. Dạ vâng, con xe được trang bị mâm đúc, gương kính chỉnh điện, túi khí và phanh ABS. Một con xe nói chung là trang bị đủ cái tất cả cái chức năng hiện đại mà con xe đời cao hiện nay có. Đó. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên vào đối tượng cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật về nhé. Dạ vâng, con xe này bên em bán mức giá là 197 triệu. Dạ vâng, con được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết, âm thanh nghe cực hay luôn. Đó. Dạ vâng, một bộ Ford Laser biển 883-17492, biển số rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Một con xe thương hiệu của Mỹ, được ví như là lồi đồng cua đá phá không hỏng, rất là bền bỉ luôn, lốp lắp còn rất là mới không nhá. Đây, phần lốp của nó đây, phần lốp của nó còn rất là mới, tất cả là 4 lốp như nhau. Được trang bị mâm đúc, gương kính chỉnh điện, túi khí và phanh ABS, màn hình cam mùi đầy đủ hết. Đăng kiểm dài các nhá, đăng kiểm đến tháng 4 2020. Đó, đặc biệt một cái là nó bản 1.8 nhưng mà số tự động, cửa lóc. Dạ vâng, số điện thoại của em sẽ lại là 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các bác nhé. Dạ vâng, em chuyên bán ô tô cũ toàn quốc, giao theo sell xe toàn quốc luôn. Nên là các bác quan tâm cái mẫu xe cũ có thể đăng ký kênh của em để có thể cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà em thường xuyên cập nhật về nhé. Dạ vâng, sau đây mời các bác của em xem phần nội thất của chiếc xe. À đây, con này chốt cửa rồi. Đây, tất cả bằng chìa khóa hết các bác nhé. Đây, tất cả bằng chìa khóa hết. Đó, chìa khóa chốt cửa tự động hết, vô lăng 4 số. Đây em sẽ về bên kia mở cửa cho nó sáng đúng không ạ, nó rất là tối. Đây, nó rất là tối luôn đây. Được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ hết các nhá. Đây, số tự động, đó, số tự động luôn. Đi cực kỳ thích luôn, màn hình cam lùi đầy đủ hết. Đó, đây, các xem, rất là mới luôn, khá là mới. 197 triệu. Đây, cửa lóc đây các nhá. Đó, cửa lóc. Rất là mới luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ, âm thanh hay. Một con xe nói chung là khá là thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Đó, rất nổi tiếng. Mà đi được cực kỳ chắc các nhá. Hai vùng điều hòa luôn. Đây, các xem. Đây là vùng thứ hai, vùng điều hòa thứ hai của chiếc xe. Đó. Đây là người ngồi đằng sau cực kỳ mát luôn. Trần căng đét luôn, trần lý nguyên bản chiếc xe. Đó, chân lý. Bên dưới là hai cái loa. Đó. Tất cả là đã có cái chắn lắng rồi. Đây các xem. Chắn lắng các nhá. Đó. Có thể móc vào đây. Rồi. Có thể móc vào nhá, nhưng mà thôi em sẽ để dưới này, em sẽ móc sau. Đấy, nên các bác thích nhà móc thôi. Cực kỳ chất, đúng không? Nội thất khá là ok, đúng không? Nội thất rất là chất. Một con xe được trang bị gương kính chỉnh điện, màn hình cam lùi, túi khí và phanh ABS, cửa lóc số tự động, đó, cửa lóc rất là chất các bạn. Dạ vâng, con xe này bên em bán mức giá là 197 triệu mà thôi. Một cái giá nói chung là khá là hợp lý đúng không ạ? Rất là hợp lý cho bác mua về sử dụng gia đình. Đây, cho bác xem phần cốp biển đồ đằng sau nhá. Có một đường sau của chiếc xe là cực kỳ rộng rãi luôn. Đây các xe, rất là rộng mà là sạch nữa. Xung quanh là lỉ nguyên bản nhau nhé. Hơi bẩn một tí thôi nhưng mà sẽ vệ sinh cho bác sau. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mua về chất lượng bên xe với em nhé. Đây, tất cả đây được trang bị 5 quả mâm đúc. Đây, cái độ rắn con xe này khỏi bàn rồi. Nó sáng quắc luôn. Đây các xem, cực kỳ sáng luôn, không tí hạt mọt gì các nhé. Đây, những cái đệm vàng bên dưới đó, xe cực kỳ rắn luôn. Tất cả là còn nguyên bản theo xe hết không nhá. Khoang để đồ của chiếc xe cực kỳ rộng rãi mà sạch sẽ. Đó. Em sẽ đây là mẫu xe Ford Laser sản xuất năm 2004. Số tự động, cửa lóc. Bên em bán mức giá là 197 triệu. Đó. Đây là các bác có thể chế nhá.
Tất cả là có thể chế bằng cái mở này, ấn một phát nó lên luôn. Đó, hoàn toàn có thể chế, khá là ok. Tất cả con xe là được trang bị tất cả những chức năng mà hiện tại một con xe cần có: gương kính chỉnh điện, màn hình cam lùi, túi khí, phanh ABS, chốt cửa tự động, mâm đúc, cửa lóc. Nó bản 1.8 nên cái mức tiêu hao của nó rất là hợp lý các nhé. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, ngày nào bên em cũng sẽ về, nên là các bác hãy nhớ đăng ký kênh của em. Và thứ hai, hãy nhớ chia sẻ giúp em để có thể những ai sau này cần mua ô tô hoặc là thích về ô tô có thể đăng ký kênh của em, để có thể cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà em thường xuyên cập nhật về nhé. Dạ vâng, 197 triệu, các bác có nghe mẫu xe này rồi. Được 7 dây lùi đồng quay đá, phụ tùng nó cực kỳ bền bỉ, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, rẻ và hợp lý. Ok, sau đây mời các bác quen vào trong xe để xem cái phần màn hình âm thanh rồi cửa lóc thế nào nhé. Gương kính chỉnh điện luôn. Nói chung là một cái mẫu xe rất là hợp lý. Đây, các bác xem. Thứ nhất là em sẽ lổ máy đúng không ạ? Lổ máy rồi. Màn hình đây. Màn hình cam lùi âm thanh cực hay luôn. Ngồi trong xe độ cách âm của dòng Ford Laser này cực kỳ tốt các nhá. Đó, màn hình đã mở rồi. Đó, tất cả là gương kính chỉnh điện luôn. Đó, không thiếu cái gì cả. Đây, các bác xem. Gương kính chỉnh điện hoạt động tốt nhá. Âm thanh hay. Đây là do đĩa xước thôi. Đĩa nhá. Mình là mình có thể mua đĩa mới, mình mở. Đó. Đây. Tất cả là ok hết. Đây, đĩa ra đây. Đĩa này chắc là hơi xước thôi. Nó tự hút theo nhá, đĩa tự hút luôn. Đó. Đĩa tự hút luôn, tự mở. Chắc là đĩa hơi xước nên là âm thanh không hoạt động thôi. Mình có thể mua đĩa mới hoặc là kết nối mở đâu tốt các nhá. Tất cả thẻ nhớ có thể kết nối hết. Đây, em cho to tí nhá. Cam lùi này, em vào cam lùi. Cam lùi cực kỳ nét các nhá, cam lùi cực kỳ nét luôn. Đây là số tự động đi cực kỳ nhàn luôn các bạn. Đó, khi vào về mua. Đó, nhạc lại mở. Anh còn nợ em. Ok, em sẽ tắt nhạc đi nhá. Để cho các bác xem phần khoang máy động cơ. À đây, em xin lỗi nhá. Em sẽ phải mở cái phần cửa lóc đây nhá. Thứ nhất là phần điện này. Điện nó hoạt động bình thường nhá. Khi bác muốn cửa lóc thì bác ấn này. Ấn một công tắc thôi. Đó. Thì là cửa lóc là sẽ ra. Đây các bác gạt này ra. Đúng không ạ? Rất là sáng luôn. Đây các bác muốn thì bác gạt cửa lóc nó ra luôn. Khá ok đúng không ạ? Đây. Nên là cửa lóc này rất là tiện ích. Là đôi khi mình muốn buổi sáng là mình muốn tất cả là ánh nắng ban mặt trời nó chói vào rất là thích. Đó. Cửa lóc tự động luôn. Đó, hoạt động trơn tru luôn các nhá. Đó, khá là ok đúng không? Đó. Thì đóng à. Rồi, sau đây mời bác của em xem phần khoang máy động cơ của chiếc xe. Dạ vâng, xin em xin lại, đây là mẫu xe Ford Laser. Bên em bán được giá là 197 triệu nhá. Rồi các bác chờ em tí em mở khoang máy đi. Đây các bác xem phần khoang máy của nó thì khỏe nghi rồi. Đây em sẽ quát chờ thứ nhất em cho nó ngồi đây. Đây ta đứng từ xa đúng không ạ? Tất cả là phần khoang máy của nó hoạt động rất là ok. Đó, máy êm ru. Tất cả chưa là còn lỉ nguyên bản các bác này. Lỉ nguyên bản theo xe luôn, chưa bị mất một cái gì cả. Đó, còn im đen đét luôn. Một con xe đẹp toàn diện, đó, máy móc cực chất luôn. Kia cái phần lỉ bên trong nhá, nhiều con xe là mất hết rồi nhưng con này còn nguyên bản luôn. Dạ vâng, đó là tổng thành của chiếc xe Ford Laser. Một lần Minh Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.